Reggie là một cậu bé 12 tuổi sinh ra một gia đình giàu có. Cậu bé sống trong một biệt thự to lớn nằm ngoài mặt đường. Cậu bé cũng có lái xe, dọn phòng và bảo mẫu phục vụ riêng cho mình. Còn đây là Eleanor, 23 tuổi sinh ra trong một gia đình nghèo khó. Để kiếm sống, cô ta phải đi làm thêm bồi bàn và thuê chung nhà với bạn trai. Cuộc sống vô cùng khó khăn. Mặc dù cả Reggie và Eleanor để sống trong cùng một thế giới, nhưng lại có hai cuộc sống hoàn toàn khác nhau. Khoảng cách giàu nghèo cách biệt, nhưng lại có chung một niềm đam mê âm nhạc. Vì vậy mà giữa hai người cuối cùng cũng có một điểm giao với nhau. Mỗi buổi sáng, Reggie sẽ được bảo mẫu đánh thức chứ không phải là bố mẹ. Sau khi thức dậy, cậu bé đến cả việc thay đồ cũng không cần phải làm. Reggie xuống nhà bếp với một bàn ăn lạnh lẽo. Mẹ nói chuyện với cậu bé bằng một giọng giống như ra lệnh, nói cậu bé không được đi bộ mà phải để tài xế trở về nhà. Sau khi ăn xong, Reggie lại quay trở về phòng để đọc bản nhạc, còn mẹ thì quay trở về một căn phòng khác. Bên trong là một tiếng cãi nhau qua điện thoại. Bên này, Eleanor cũng vừa thức dậy, bạn trai của cô ta vẫn chưa về nhà. Cô ta tức giận thu hết đồ đạc của mình vào trong một chiếc vali nhỏ, sau đó một mình kéo theo vali chạy bộ đi làm. Sau khi chia tay với bạn trai, Eleanor gọi điện cho mẹ, nhưng mẹ cũng không hề quan tâm hay định giúp đỡ cho cô ta. Điều có thể khiến cô ta cảm thấy thoải mái nhất lúc này chính là nằm trên ghế sofa trong phòng thuê của bạn và đọc sách. Nằm ở đây, cô ta có thể nghe rõ từng câu cãi nhau của nhà hàng xóm bên cạnh. Nhưng Eleanor vẫn chọn cách tắt điện rồi đi ngủ. Sáng hôm sau, cô ta lại tiếp tục kéo vali lang thang một mình trên cả con đường dài. Reggie cùng Eleanor cách biệt về khoảng cách nhưng lại có chung một sự cô đơn. Để có thể kiếm được tiền tiếp tục trang trải cuộc sống, Eleanor đã đăng ký và vượt qua cuộc phỏng vấn ngắn với mẹ của Reggie. Cô ta trở thành bảo mẫu riêng của Reggie. Chỉ vừa mới gặp lần đầu, âm nhạc của Reggie đã khiến Eleanor say đắm. Sau giờ học nhạc, Eleanor đưa Reggie về nhà. Reggie vẫn nhất quyết sẽ tự đeo cây đàn cello to gấp đôi mình. Eleanor cũng không coi Reggie như một cậu bé, không bắt buộc cậu bé phải nghe theo ý của mình, cho dù kể cả đó là sự sắp xếp của mẹ cậu bé. Hai người đi bộ cùng với nhau, Eleanor muốn bắt tay làm bạn với Reggie. Cô ta rất ngưỡng mộ bài biểu diễn cello vừa rồi của Reggie, vì vậy liền hỏi liệu có phải Reggie rất thích chơi đàn cello và lớn lên cậu bé sẽ trở thành một nghệ sĩ cello nổi tiếng không. Nhưng Reggie lại trả lời là không. Cậu bé không muốn một mình đơn độc sống trong âm nhạc, mà âm nhạc giống như một thứ ngôn ngữ đã chết. Cho dù có muốn tưởng tượng nó đẹp như thế nào thì nó vẫn là một thứ ngôn ngữ chết. Lời nói của Reggie rất nhẹ và chậm rãi, giống như là cậu bé đã quá hiểu về sự cô đơn này rồi. Giống như từ trước đến nay cậu bé chỉ lặng lẽ sống cùng với âm nhạc. Eleanor nghe xong có chút bất lực rồi bĩu môi lắc đầu. Khung cảnh sau đó có chút hơi ảm đạm. Đây là lần đầu tiên mà hai người nói về âm nhạc, cũng là lần đầu tiên bọn họ nghe về cách nhìn cuộc sống bằng âm nhạc của nhau. Eleanor lần theo tiếng đàn đi đến phòng tập của Reggie. Bên trong giống như một bể bơi đã bỏ không nhiều năm, còn Reggie thì đang lặng lẽ kéo đàn bên trong chiếc bể trống này. Eleanor nói đùa với cậu bé, có lẽ ở đây vẫn có thể làm thành bể bơi lại được. Nhưng Reggie lại lắc đầu nói mình không bơi và cũng không biết bơi, cũng chưa từng có ai dạy cậu bé bơi cả. Eleanor lại lần nữa nghe được sự cô đơn trong lời nói của Reggie, vì vậy mà cô ta liền nói mình có thể dạy bơi cho cậu bé. Trong bàn ăn, Eleanor phát hiện người giúp việc không ngồi ăn cùng bọn họ. Cô ta cảm thấy có chút kỳ lạ. Reggie nói với cô ta rằng đó là vì người giúp việc thích ngồi ở chỗ khác. Sau đó còn nói Eleanor đừng áp suy nghĩ hay tưởng tượng của mình lên những người khác. Eleanor không nói gì chỉ tiếp tục ăn, không áp suy nghĩ và tưởng tượng của mình lên người khác. Liệu có bao nhiêu người trưởng thành có thể nhận ra được điều này? Vì vậy mà cách cậu bé chỉ sống lặng lẽ cùng với âm nhạc, giống như là đã quá quen với việc bị áp đặt suy nghĩ của người lớn lên người. Sau buổi diễu, Eleanor ăn bữa tối cùng Reggie để chúc mừng cậu bé đã hoàn thành buổi diễu diễn. Eleanor hỏi Reggie về kỳ nghỉ hè sắp tới cậu bé muốn làm gì. Reggie lại nói rằng cậu bé sẽ chỉ tập cello. Eleanor nói rằng cậu bé nên thử nghỉ ngơi một lần. Reggie sau đó cũng nói đã đến lúc nên nghỉ ngơi, chỉ là nghỉ ngơi một thời gian chứ không phải là sẽ nghỉ luôn. Nhưng sau đó cũng khẳng định lại là không có người nào chỉ thích đàn cello cả, bởi vì nó đã quá lỗi thời và sẽ bị bỏ quên mãi mãi. Những lời này của Reggie khiến người nghe cũng có chút chạnh lòng. Eleanor vẫn muốn nói thêm gì đó, nhưng Reggie chọn kết thúc câu chuyện bằng cách hỏi về gia đình của Eleanor. Cuối cùng kỳ nghỉ hè cũng đến. Theo sự sắp xếp của mẹ, Reggie sẽ tham gia một trại hè thanh thiếu niên. Eleanor dù có thuyết phục như thế nào nhưng cậu bé cũng không chịu đi. Không những vậy còn dùng cách của người lớn, tự cầm tiền để giao dịch với nhân viên của trại hè. Nhân viên trại hè cầm tiền của Reggie rồi giúp cậu bé đăng ký ảo chứ không cần phải tham gia. Sau khi xử lý xong chuyện ở trại hè, Reggie đưa Eleanor đến một nhà hàng chay cao cấp mà cậu bé yêu thích. Eleanor vừa nhìn thấy giá xong có chút hơi choáng. Cô ta vẫn cảm thấy chuyện trại hè không ổn, muốn tiếp tục thuyết phục Reggie tham gia trại hè. Nhưng Reggie nói Eleanor không cần phải lo lắng vì không ai quan tâm đến việc cậu bé đang ở đâu cả. Cho dù là đi học hay đi trại hè thì cũng như nhau cả. Nếu như đến đó chỉ để đọc sách thì cậu bé tha ở nhà còn hơn. Reggie biết bản thân mình thật sự muốn gì. Một cậu bé 12 tuổi như Reggie không xứng đáng phải thấy mình như vậy. Nhưng tất cả điều này đều là do sự vô tâm của người lớn. Cậu bé thậm chí còn tự biết, dù mình có đang ở đâu thì cũng không có ai quan tâm. Eleanor nghe xong thấy có chút đau lòng. Mặc dù cô ta vẫn cảm thấy chuyện này có chút không ổn nhưng vẫn đồng ý với Reggie. Trong 6 tuần đáng nhẽ đang ở trại hè này, Reggie và Eleanor đã có rất nhiều khoảng thời gian vui vẻ bên nhau. Hai người cũng dần hiểu nhau hơn. Bọn họ xem phim và cười cùng nhau đi xem triển lãm và cùng nhau đọc sách ở trong công viên, hay thậm chí cả cùng nhau đi ăn ở một quán rẻ tiền là Eleanor giới thiệu. Reggie cũng biết được chuyện Eleanor liên tục bị bạn trai cũ làm phiền.
Cậu bé còn tự tay làm mì rồi an ủi Eleanor về chuyện với bạn trai cũ. Thậm chí còn giới thiệu người lái xe từng làm trong quân đội, có thể giúp Eleanor giải quyết được sự đeo bám này. Nhưng Eleanor nghĩ Reggie vẫn còn nhỏ. Cậu bé không hiểu được chuyện của người lớn nên đã từ chối lời đề nghị của Reggie và bảo Reggie không cần phải lo lắng về chuyện này. Hôm sau, Reggie đi đến trước gương nhìn phần cơ đang phát triển của mình. Có thể là cậu bé muốn bảo vệ Eleanor không bị bạn trai cũ đeo bám làm phiền. Cậu bé muốn bảo vệ Eleanor như một người đàn ông. Mà Eleanor bên này cũng muốn hiểu thêm về Reggie. Trong một lần trò chuyện, Eleanor mới biết rằng thì ra khi mới 18 tháng Reggie đã biết đọc chữ. Vì vậy mẹ đã đưa Reggie chưa đầy 2 tuổi đến các bữa tiệc xa hoa khác nhau, bắt cậu bé ngồi vào giữa bàn rồi cầm sách lên đọc to cho mọi người ở đó nghe. Thì ra mẹ cậu bé cũng chỉ coi cậu bé giống như một công cụ để khoe mẽ, chứ không hề thật sự tự hào về khả năng đặc biệt của con trai mình. Năm 4 tuổi, Reggie cũng phát hiện ra được khả năng thần đồng toán học của mình. Đối với cậu bé thì âm nhạc và các con số cũng dễ dàng như cách nói tiếng mẹ đẻ vậy. Mọi thứ đều rất dễ dàng. Mà tài năng thiên bẩm này là được thừa hưởng từ bố của Reggie, một nghệ sĩ piano có bằng tiến sĩ vật lý. Nhưng bố của cậu bé đã qua đời trong một vụ tai nạn xe hơi khi Reggie mới 3 tuổi. Mẹ sau đó cũng kết hôn với một người đàn ông khác. Reggie ngưỡng mộ bố mình, nhưng cũng nhận ra rằng ông cũng không phải là người lý tưởng. Bố cũng có những khuyết điểm giống người bình thường, ví dụ như là nghiện rượu. Eleanor gật đầu thừa nhận rồi nói người bình thường ai cũng như vậy, bởi vì bố của cô ta cũng giống như vậy. Một hôm, Eleanor nhận được cuộc gọi từ họ hàng báo rằng bố của cô ta đang bị ốm nặng. Eleanor sợ đó sẽ là lần cuối được nhìn mặt bố. Vì vậy, nhanh chóng thu dọn đồ rồi trở về nhà. Trong 2 ngày mà Eleanor trở về nhà này, cô ta cũng đã nhờ một người bạn đến để làm bảo mẫu cho Reggie hộ mình. Reggie đi đến ngồi cạnh Eleanor. Reggie nhìn vào mắt Eleanor và nói với cô ta những gì mình nghĩ trong đầu. Tell you what I think. I think that you and me should travel up to Oneida together. I'll keep you company. Tối đó cả hai cùng nhau bắt xe buýt đường dài. Trên đường đi, Eleanor chu đáo cất sách cho Reggie và đắp chăn cho cậu bé, còn để cho Reggie dựa vào vai mình để ngủ. Nhờ có Reggie luôn ở cạnh mà trên đường trở về nhà, Eleanor dù lo lắng nhưng cũng thấy bình tĩnh hơn nhiều. Cô ta không còn thấy lo lắng khủng hoảng như khi nhận điện thoại nữa. Về đến nhà, mẹ Eleanor vừa nhìn thấy con gái đã có chút không vui, ngược lại còn không muốn mở lò sưởi cho con gái, thậm chí còn thô lỗ nói với Eleanor chỉ cần không mở lò sưởi thì sẽ sống lâu như ý mà cô ta muốn. Eleanor bất lực không biết nói gì, chỉ nói rằng mình sẽ đến thăm bố vào ngày mai, sau đó lặng lẽ rời khỏi căn phòng. Eleanor định đưa Reggie đến nghỉ ở phòng của em gái, nhưng phòng của em gái lại quá bừa bộn, khắp nơi chỉ toàn là quần áo và đồ đạc. Điều này lại càng khiến Eleanor vốn đang buồn về chuyện của bố lại càng thất vọng về sự thờ ơ của mẹ mình. Reggie nhìn Eleanor chán nản ngồi bất lực. Cậu bé nói với Eleanor rằng không cần phải lo lắng về vấn đề tiền bạc. Cậu bé sẽ đưa cả hai đến nghỉ ở khách sạn. Reggie hoàn toàn hiểu được cảm xúc của Eleanor vào lúc này, hỏi rằng nếu là như vậy thì cô ta có cảm thấy đỡ hơn không? Bởi vì Reggie biết như có một người quan tâm đến cảm xúc của mình, thì bản thân cũng sẽ cảm thấy đỡ bất an hơn. Sau đó, Eleanor mượn xe của chú mình. Cô ta đến ở khách sạn cùng với Reggie. Sau khi đến khách sạn, cả hai đi tắm và nằm trên giường riêng rồi nói chuyện. Eleanor kể cho Reggie nghe về lý do mà bố của cô ta nghiện rượu. Thì ra là năm đó, khi bố của cô ta đang đi tham chiến, thì mẹ của cô ta cùng với chú của cô ta đã gian díu với nhau. Đến khi bố trở về nhà thì lại bị mẹ gửi giấy ly hôn. Sau đó thì đứng nhìn vợ của mình kết hôn cùng với em trai của mình, cũng từ đó mà tìm đến rượu để giải tỏa. Rõ ràng là trong một mối quan hệ gia đình khó xử như vậy, Eleanor, giống như Reggie, đều không cảm nhận được thế nào là tình cảm của một gia đình bình thường. Sau khi kể xong chuyện của mình, hai người quyết định tắt đèn đi ngủ. Tắt đèn xong, Reggie nhắm mắt nói mình cảm giác như vẫn đang ngồi trên xe buýt vậy, bởi vì cảm giác được ngủ trên vai của Eleanor đối với cậu bé quá hạnh phúc và quý giá. Eleanor sau đó cũng tâm sự lại với Reggie. Eleanor nói rằng cô ta từng muốn đến trường nhạc để học nhạc và chơi kèn con nay. Reggie nghe xong liền vui vẻ mở đèn rồi hỏi lại Eleanor. Eleanor nói rằng cô ta cảm thấy hạnh phúc khi được chơi kèn con nay. Khi còn nhỏ cô ta cũng từng rất thích âm nhạc, thậm chí còn được giải thưởng văn nghệ trong cuộc thi ca hát. Sau đó còn được tuyển vào đội văn nghệ của trường và được biểu diễn trong lễ khánh thành tượng đài đại học Syracuse. Mà buổi lễ đó còn có cả Hillary Clinton. Eleanor cũng có thể tự độc tấu một mình giống như là Reggie khi chơi đàn một mình ở bể bơi vậy. Reggie nhìn Eleanor rồi bất ngờ về khả năng của cô ta. Eleanor còn kể sau đó cô ta cũng nhận được thư mời của trường nhạc, nhưng lại không có học bổng toàn phần. Vì lý do tài chính, Eleanor phải từ bỏ ước mơ của mình. Cô ta phải đi làm thêm để kiếm tiền trang trải cuộc sống. Nhưng lúc này cô ta cũng chơi đàn cùng các nghệ sĩ đường phố ở tàu điện ngầm. Lúc đó, màn trình diễn của họ được rất nhiều người xem và yêu thích. Cũng là lúc mà cô ta gặp được bạn trai cũ của mình. Khởi đầu cho cuộc sống bấp bênh và u ám, Eleanor đã phải bán đi cây kèn con ai của mình, thậm chí còn phải bán đi chiếc loa quà tốt nghiệp của bố mình. Nhắc lại đến bố, Eleanor lại không kìm được lòng mà rơi nước mắt. Eleanor hỏi bản nhạc mà Reggie chơi lần trước có tên là gì. Reggie chỉ lặng lẽ trả lời là Mưa Chủ Nhật. Nghe xong, Eleanor cũng không hỏi gì nữa, mà chỉ nói nếu Mưa Chủ Nhật thì chắc chắn rất đẹp. Còn Reggie thì hứa với Eleanor rằng mình sẽ soạn bài trình diễn kèn con ai cho cô ta. Hôm sau khi đã đến thăm bố ở bệnh viện, Eleanor lại quay trở về thành phố cùng với Reggie. Trên xe buýt trở về nhà, Reggie hỏi Eleanor về dự định tương lai của cô ta. Are you really never going back there? Where?
Oh, you said that you were never going to go back there. Eleanor nói mình có thể sẽ đến làm khu nghỉ dưỡng ở miền Tây. Sau đó Reggie lại hỏi lại Eleanor về dự định với kèn con này. Eleanor chỉ trả lời rằng có lẽ sẽ vào một ngày nào đó. Reggie quay nhìn Eleanor rồi nghiêm túc nói: nếu như bản thân đã có năng khiếu âm nhạc, thì bản thân phải có nghĩa vụ trân trọng nó. Eleanor nghe xong chỉ biết thở dài cho cuộc đời mình. Reggie lại nói nếu như bỏ cuộc thì Eleanor sẽ chính là một nghệ sĩ tồi. Nhưng Eleanor lại không nghĩ như vậy. Bởi vì nếu như không được chọn vào đội văn nghệ của trường, thì cô ta cũng sẽ không được nhận vào trường nhạc. Thể hiện tốt tài năng của mình cũng là một cái tội. Eleanor hỏi ngược lại Reggie từng nói âm nhạc là một thứ ngôn ngữ chết. Nhưng Reggie lại nói rằng nếu như Eleanor từ bỏ tất cả để đến làm ở khi nghỉ dưỡng miền Tây, thì khi đó âm nhạc mới là một thứ ngôn ngữ chết. Reggie nói Eleanor hãy hứa rằng cô ta nhất định sẽ quay lại với âm nhạc. Eleanor quay đầu lại và nhìn vào mắt Reggie và nói: nếu như em làm được thì chị cũng sẽ làm được. Reggie nhìn vào mắt rồi hứa với Eleanor mình nhất định sẽ làm được. Cả hai người đều hiểu được niềm đam mê âm nhạc của nhau. Họ cổ vũ cho ước mơ của người kia, cùng nhau cống hiến vì niềm đam mê âm nhạc. Chỉ như vậy bọn họ mới dám hứa sẽ quay lại với đam mê của cuộc đời mình. Cuối cùng cũng đến lúc phải chia tay. Eleanor định về nhà, nghỉ ngơi và bắt đầu lại. Bởi vì việc làm bảo mẫu cho Reggie cũng chỉ là công việc tạm thời để kiếm tiền. Buổi sáng trước khi rời đi, Reggie đã lấy hết can đảm để nói những lời trong lòng với Eleanor. Cậu bé không tin được rằng, dù mới chỉ quen biết Eleanor vài tháng nhưng lại giống như đã quen biết cả đời rồi. Cậu bé nói rằng mình có rất nhiều điều muốn nói với Eleanor. Rất nhiều điều mà trước đây cậu bé không đủ dũng khí để nói. Nhưng Eleanor lại ngắt lời nói cô ta không thể cứ ở cạnh Reggie được mãi. Khoảng thời gian này chỉ là tạm thời và mọi chuyện rồi sẽ bình thường trở lại. Sau đó, cô ta cúi xuống và ôm Reggie một cái thật chặt. Rồi hôn Reggie. Đó là một nụ hôn của sự an ủi và từ biệt. Rất lâu sau này, Reggie đã giữ lời hứa và không từ bỏ cello. Cậu bé vẫn tiếp tục sáng tác và chơi cello bên trong bể bơi. Một hôm Eleanor nhận được một món quà từ Reggie. Đó là một chiếc kèn con ai và một bản nhạc. Eleanor ngồi trước hiên nhà rồi bắt đầu thổi. Đó là một giai điệu đau buồn nhưng lại khiến người khác mê mẩn. Cuối cùng thì Eleanor cũng bắt đầu lại với đam mê của mình. Bộ phim cũng kết thúc trong giai điệu buồn vã này. Hết phim rồi nha cả nhà. Cả nhà nhớ theo dõi kênh để xem nhiều phim hơn nha.